Cơ quan công tố Thụy Điển vào hôm nay cho biết sẽ rất khó để xác định ai đã phá hoại các đường ống dòng chảy phương Bắc tại biển Baltic vào tháng 9 năm ngoái. Theo công tố viên trong cuộc điều tra hình sự của Thụy Điển Mats Zungvis, quá trình điều tra đang được tích cực thực hiện nhưng việc xác định thủ phạm có thể sẽ khó khăn trong bối cảnh hiện tại. Cũng theo ông Jungvis, hiện có nhiều thông tin và bài viết liên quan vụ phá hoại các đường ống, nhưng những đồn đoán này không ảnh hưởng đến quá trình điều tra, vốn dựa trên thông tin được giới chức Thụy Điển và những quốc gia khác phối hợp thu thập. Các vụ nổ hôm 26 tháng 9 xảy ra ở độ sâu 80 mét tại các đường ống kết nối Nga và Đức nằm trong các vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và Đan Mạch. Đức xác nhận nhóm điều tra của nước này hồi tháng 1 đã đột kích một chiếc tàu bị nghi là được dùng để vận chuyển thuốc nổ trong vụ việc theo truyền thông đức chiếc tàu này có thể đã được một nhóm ukraine hoặc thân ukraine sử dụng